dễ dài. Có mời nè, có mời nè đây. Không rõ. Thôi để bỏ đi dọc đi, bỏ đi dọc đi. Hãy đi dọc đi. Muốn nước dâu. Nhìn thấy月亮. Dạ, ta có chữ nước đâu rồi ta. Wow, nó hôm nay trời đẹp quá cả nhà ơi. Hy vọng có cá quay cho cả nhà xem ha. Mấy hôm nay câu không có gì hết. Cười. Cười gì mà cười. Chim chè cá nước mà thao luồn á. Ăn cái rồi không có dỗ, kịp không kịp. Ủa, giật luôn. Nhảy bơi, ngã bơi xong tiếp tục. Gãy cửa rồi giật gãy tay luôn. Bữa thì ăn quá trời, giật mà ngán luôn, làm bí câu luôn. Câu chưa có cá mà cái tàu chạy hoài. Em lên YouTube tên gì? Phúc Khang ẩm thực. Phúc Khang hả? Dạ, Phúc Khang ẩm thực. Ẩm thực hả? Đúng rồi. Ẩm thực thì hiện giờ tao phải làm gì, món gì ra đãi gì đi, đãi người ta đi. Ồ, phi thuyền chạy nữa cơ mà. Chuẩn bị có cá rồi đó, có phi thuyền chạy là có cá đó. Cá đang ăn là phi thuyền chạy nữa. Ồ, view đẹp quá trời đẹp. Đang rỉa đó, đang ăn rỉa đó. Đó. Ông Thông là canh đó, ông Thông, Thông. Đó. Nó đang rỉa, đang rỉa cái phao đi đó, thấy không? Chưa, đang rỉa đó, đang rỉa phao ra đó. Đúng rồi. Có lòi đó. Đó. Đi thẳng dây ra luôn mà. Đó, con đang câu cá mà mấy cha cứ chạy như vậy không lấy đâu con câu để không biết. Đó, cá quản hộp chạy hết rồi. Dính rồi. Có mồi à, có mồi anh Đạt ơi. Có mồi rồi. Măng rổ. Măng rổ, măng rổ. Đẹp quá con. Nuôi không? Con nuôi không? Rất là rất nhiều cá. Cá này nuôi chuyện đẹp lắm bộ. Coi để bỏ vô giọng đi. Bỏ vô giọng đi. Muốn miếng nước vô. Nhấp nhấp phao giật giật rồi đó. Xích ra con coi chừng lưới câu nè con. Đó, thấy không? Thấy phao giật giật không? Đó. Này coi chừng cá chim ở nhà. Coi chừng cái cá chim ở nhà. Thấy không? Đó. Canh cây cần câu tay kìa. Cứ nó miết phao giật rồi kìa. Nó chìm phao cái là xong rồi đó, biết là dính luôn rồi đó. Trời ơi. Tàu ghe chạy tới nữa. Đó, thấy không? Giật đó không? Đó. Giật. Đó. Thấy không? Trời ơi, xanh quá trời đẹp. Mặt trăng nữa kìa cả nhà. Đó, mặt trăng nè. Quá đẹp luôn. Hoàng hôn. Rẻ không à. Đó. Dễ đó, giật cái đó cả nhà thấy không? Thấy phao giật không? Nước trong lắm rồi sao trên máy nhìn nó đục ngầu vậy ta? Sầm sầm mà. Nó chỉ cần cái phao giật chìm có phao à. Cái là xong rồi.
cảnh quá đẹp luôn cả nhà. Buổi chiều hoàng hôn xuống nè, câu cá. Cho bà Huệ lên tivi luôn nè. Trời đất ơi. Thấy ăn mạnh rồi đó, vị mạnh rồi đó. Nhấp mạnh rồi đó. Bò vàng, quật rực luôn. Cây này ăn nãy giờ 3-4 lần hả? Hết cảnh đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Mặt trăng luôn à. Câu cá mặt trăng, trăng lên luôn. Mọi cá xảy hoài. Cắn đây nè, cắn đây nè, cắn tay nè, dính rồi. Mẹ giời, dướng lưới luôn rồi. À, dính rồi. Đó, dính rồi. Trời ơi, dính rồi. Trời ơi. Nuốt luôn hả? Cầm luôn đi, làm tấm hình. Trời ơi, tới giờ này được con cá rồi cả nhà ơi. Rồi, quyết tâm làm con mới được về mà. Cá chào á luôn cả nhà ơi, cá to quá trời. Trời ơi, bự quá, bự luôn cả nhà, quá to luôn, sâu quá, nuốt lưỡi sâu quá. Lo quay cảnh nhà không mà đâu để ý đâu, lòi quá trời rồi. Câu cá ngày luôn cả nhà. Câu mà tới mặt trăng mọc luôn mà chưa về luôn á cả nhà. Wow. Buổi chiều hoàng hôn. Câu tới trăng lên luôn. Cảnh quá đẹp nha cả nhà ơi. Cả nhà xem cho Phúc Hang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ nha cả nhà. Tôi không thấy đường gì hết trơn á bà con ơi. Tối quá à, dính cá nữa rồi. Nuốt nữa hả? Ăn sâu quá mà. Trời ơi, bà Huệ ở đây bà đổ cơm quá trời, nó ăn một bụng cơm không. Cơm không à, móc đã cơm không. Ờ, dính nữa bà con ơi. À, video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Câu mà từ sáng tới trăng lên luôn rồi.